Xin chào các bác, hôm nay em tiếp tục bán cái giò đùi gà thuần. Đây giới thiệu các đùi gà thuần này. Em trồng đùi gà theo kiểu như này, nó vẫn có một số chết các bác. Đùi gà em trồng em buộc vào cái cây, một cái mảnh gỗ, không cho vỏ thông với than củi vào. Đây buộc vào cái mảnh gỗ lũa các bác này. Bây giờ mầm đang lên phát triển mạnh lắm, một chậu này nặng tầm khoảng 3 cân cả chậu đấy, cả giá thể cả gỗ khá là nặng các bác. Đây. Đây một chậu đùi gà như này em bán có 200 các bác. Đấy tính ra rẻ bằng hàng cân, khuyến mại luôn các bác cái chậu gỗ này. Chậu gỗ này là chậu gỗ sao. Đấy. Em có khá là nhiều luôn đây. Đấy đùi gà hàng thuần. Không có một số nguyên bản nữa. Đây. Một số nguyên bản này, 300 400 một giò này. Đấy, đùi gà thuần em cứ chọn những giò đẹp em gửi cho các bác là 200 một giò. Đấy các bác nhá, cái này em chuyển phát chậm thôi. Hoặc nếu bác nào ấy thì em gửi xe khách cho dễ. Đây, đấy là đùi gà thuần. Còn đây là cáo thuần này. Cái giò này nặng. Cáo thuần 50.000 một ngọn thôi các bác. Cáo thuần rất rẻ. Bên này là xanh thái này. Đấy, xanh thái em bán với giá là 600 một mẹ một con. Xanh thái nhà em có rất nhiều, có quanh năm. Đấy, cứ 600 một mẹ một con. Đây bây giờ nó cũng chuẩn bị được 2 thân này. Cuối năm này là thành 2 thân các bác. Sang năm là thành có 4 thân. Kiếm nó đẻ ác lắm. Đấy, xanh thái thì tầm này thì lá nó chưa được đạt lắm. Còn cây này, cây Lariping thì các bác nhìn bộ lá đẹp không? Đấy. Một chậu như này có 1.8 triệu thôi các bác. Đấy. Đây là Semi Lariping. Một cái cây dòng semi rất là nổi tiếng của Thái. Ngày trước đắt lắm, 4-5 triệu một thân cơ. Bây giờ còn có 600 một thân. Đấy, 3 thân này là 1.8 triệu. Còn Tuyết Ngọc em vẫn bán 600 một thân. Đấy, tiết kiếm Tuyết Ngọc của em này. Cây trồng đạt nên phát triển ok lắm. Đấy, cứ như này là nó sẽ lên này các bạn. Nó sẽ ổn định, phát triển ổn định. Đây có một cây Lariping, đấy đang mới mọc nọ, vừa tách ra trồng. Đẻ khỏe lắm, kiếm này. Còn đây là sang Juncha. Đấy, sai. Đây là cây Flat. Đây là Flat, Flat là có cái chữ là SP này này. Là Flat này. Đấy, 700 một chậu. Một thân. Còn chậu này chậu Tuyết Ngọc. Đấy, Tuyết Ngọc này em. Em rất thích Tuyết Ngọc và nhà em có rất nhiều Tuyết Ngọc. Còn giới thiệu các bác đây là cây trắng cánh bầu Thái Nguyên. Đấy, cái hướng này, hai hướng này là 3.5 triệu. Nói chung một thân tơ này là 1.8 triệu các bác. Đấy, đắt lắm. Trắng cánh bầu Thái Nguyên khá đắt. 1.8 triệu một thân. Còn vàng cánh bầu Hải Phòng thì là rẻ nhất nhà em, 350 một thân thôi các bác. Đấy. Một mẹ một con là 400, chậu này là có 4 thân này. Bác nào lấy cả chậu này em tính 1.1 triệu này. Đấy, bớt 100. Đâu? Cả chậu này là 3, 4, 12, 14. Lấy 1.2 triệu. Đấy. Cả chậu này 1.2 triệu các bác nhé. Đấy còn đây. Còn đây là cây semi cánh bầu lưỡi hồng. Cây này rất đẳng cấp luôn. Cánh bầu lưỡi hồng 700 một thân. Đấy có mẹ con này 700 một con này. Đấy, các bác lấy mẹ con này em lấy cho 700 thôi. Đấy thân tơ này là 700 này. Đấy cái này tầm tháng nữa này em mới tách ra được tầm này. Cây cũng to lắm rồi. Còn cắt sổ em đây các bạn. Đấy, hôm qua em vừa trồng xong hết cát lè. Vườn em nhìn thì tưởng ấy nhưng mà lúc nào cũng kín hết. Kín hết các mặt hàng luôn. Cháu là thấy trống vườn. Trống vườn lại thả thêm vào. À đây có một cây chí sần rất rẻ các bác này. Nó hơi lỗi nhiều lá tí nhưng mà để con này rồi. Lá lỗi nhiều quá. Đấy cái này 4 triệu. Đấy nó lỗi hơi nhiều. Còn vị hoàng đây. Vị hoàng mẹ con này. 3.5 triệu. Đấy, 3.5 triệu mẹ một con với cả 3.5 triệu một thân này. Còn thân nhỏ nhất này 3 triệu. Đấy là kiếm vị hoàng. Hai cái thân này mẹ con này thì đang bị cháy nắng hay sao? Cháy nắng. Cây vị hoàng này thì còn đây là cây semi ploy. Đấy, 700 một mẹ một con. Mẹ con khá là to rồi các bạn. Đấy, semi ploy.
Đây cây vị hoàng sần này quá, nhìn cũng hay đúng không? Lá vị hoàng nó thế này này. Đến đây nó gọn gọn lại. Cái eo lá đến phần cuối nó không phình ra nhiều, nó phình tí thôi. Đấy, nó một cây trưởng thành. Trồng đơn giản này thôi các bạn. Thế này là sống rồi. Thế này là nó đẻ rồi. Cái này 1,5 triệu này. Em mới trồng lại thôi. Đấy, to vỏ thông giá thể trộn con hành vào cây nó cũng khác đẹp. Bên ngoài này thì hôm nay em không còn hàng gì nhiều rồi. Mấy cái đồ Vanda, Van Nex này bán cũng hết rồi. Đấy, tục đoạn Vanda. Còn bên này. Bên này có ít kỳ phi đập trắng này. Kỳ phi đập trắng 10.000 một kỳ. Đấy. 10.000 một kỳ phi đập trắng các bác nhá. Em cứ có tổng khoảng 30-40 kỳ ở trên này em treo còn nhiều. Trên em treo nhiều nhưng mà dưới thì không còn rồi. Đấy, kỳ phi đập trắng 10.000. Đây có bông tuyết ngọc đang chuẩn bị hoa này, bắt đầu lấy 600 này. Đấy. Hoa lách lá luôn. 600 thân này. Hoa chuẩn luôn, tuyết ngọc trắng tinh. Đấy, tuyết ngọc hoa trắng ngà. Còn đây là vàng thơm Myanmar. Đấy, chậu này 800 này, hai thân. Cái này là vàng Tây Linh. Còn đây trầm rồng đỏ em bán là 150 một chậu, hai thân. Và một chậu một thân là 120. Trầm rồng đỏ dễ chăm lắm các bạn. Đây, mới chăm một thời gian nó như này. Trầm rồng đỏ là các bạn mới tập chơi thì chơi trầm rồng đỏ em thấy thú vị nhất là nó không chết đâu. Sống rất dai. Đấy, còn đây kỳ phi điệp các loại này, 15.000 một kỳ. Lớn nhanh lắm. Bên này là các loại hàng vàng cánh bầu Hải Phòng đây. Bác nào lấy hàng thuần rồi có mẹ con thuần rồi này. 400 này. Đấy. Cái này như là vàng cánh cong. Vàng cánh cong. Đợt này ở chỗ em mưa nhiều, ngày nào nó cũng mưa cho nên là nước nó nhiều cho nên lâu lâu em cũng không tưới rồi. Mưa thì kiếm lại đẻ khỏe. Đấy như cây này các bạn. Già khọm vẫn đẻ. Còn cây này là cây semi alloyfolium này, 450 một thân. Đấy, mẹ con là 500. Còn đây là xanh thái này, xanh thái lá sần 200 một chậu. Xanh thái lá sần em còn cũng khá nhiều đấy. Đấy, còn bên trong này chủ yếu là phi được gieo hạt. Đấy, phi được gieo hạt, cây này khả năng là ổn định rồi, khả năng em phải cho ra ngoài môi trường đấy. Còn đây là kiếm phan trí gieo hạt, em bán là 80.000 một cốc. Xanh Huế gieo hạt là 70.000 một cốc. Còn đây là cây vàng Quảng Bình, em bán là vàng Quảng Bình em bán là 70.000 một cốc. Còn Thùy Trơn cánh bầu là 60.000 một cốc. Đấy, đấy là kiếm Mạc Xuân. Mạc Xuân thì 80.000 một cân. Đây Mạc Xuân này các bạn. Lấy từ 10 cân là 60.000. Mạc Xuân, còn đây là kiếm Tiên Vũ gieo hạt. 120 một chậu. Kiếm Thái gieo hạt đấy. Kiếm Thái gieo hạt em trồng ngon này. Đấy, ngoài ra nhà em thì chắc là tầm này cũng hết rồi. Đấy, ngoài ra tầm này nhà em thì còn đây. Hôm qua các kia em đã trồng hết các loại kiếm vào. Kiếm này em toàn chọn những cây xấu để trồng thôi. À đây có Tây Linh Sần các bác này. Mẹ hai con này 800 này. Và một thân là 700. Đấy là vàng Tây Linh Sần. Đấy, Tây Linh Sần. Còn đây chủ yếu nó cát thôi. Cát đang ra rễ phát triển mạnh. Bên trong này. Trong này có loại vật tư hoa lan. Vật tư gồm có tam thất này, nấm hồng chi này, B1 các thứ này. Đấy, ngọc cẩu. Lưới nhật thì bây giờ em bán 160 một tấm ngon nhá. Đấy, lưới nhật đen với lưới nhật ghi đều bán là 160 một tấm thôi. Còn lưới đài xanh. Lưới đài xanh là 65.000 một mét. 65.000 mét khổ 4 mét. Còn lưới đài đen là 60.000 mét khổ 4 mét. Đấy. Tớ cảm ơn các bác.